Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ demo cái việc là thử nghiệm đọc cái chương trình từ cái con STM32F0 đã bị khóa ở cái level 1. Thì là mình demo trên cái con là con STM32F030 F4P6. Thì đây chính là cái con STM32F030 F4P6. Bên cái mình làm ST-Link, cái tất cả các cái phần tài liệu về hướng dẫn nó thì là cái này thì mình thấy là trên internet công bố từ rất là lâu rồi. Đây là toàn bộ cái demo của người ta đã công bố, có cả mã nguồn, có những cái bằng chứng. Cái mã nguồn thì là bạn tải đấy, đây là cái mã nguồn sau khi tải về thì mình đã sửa lại cái mã nguồn cho nó tương thích với cái chân của cái mạch mình dùng để đọc ra. Mình dùng một con STM32F042 để đọc dữ liệu ra từ một con STM32F030 đã bị khóa. Cái này code gốc của nó là đang dùng con STM32F051 thì phải. Thì mình sửa lại cho nó tương thích với cái mạch mình đang có là cái mạch STM32F042. Thì các bạn có thể dùng con STM32F0 nào cũng được. Bạn sửa cái code này lại nó phù hợp với kit của bạn là dùng được. Đây là toàn bộ cái phần tài liệu người ta đã công bố rất lâu rồi. Thì mình sẽ demo là mình làm cái chương trình vào cái kit STM32F042. Đây là cái chương trình mình dùng để thử này. Mình dịch chương trình. Đây, dịch không có lỗi. Thì sau khi dịch xong ấy, nó tạo ra cái file nạp. File nạp là cái file đây, file chấm bin này. Mình sẽ nạp cái file này vào con STM32F030. Sau đó mình khóa ở cái mức 1 và sau đó mình dùng cái kit STM32F042 mình đọc cái dữ liệu từ cái con chip STM32F030 đã bị khóa ở level 1 ra. Đầu tiên là mình sẽ dùng mạch ST-Link này. Mình nạp cái chương trình vào trong con F040030, sau đó mình khóa lại này. Mình sẽ kết nối cái mạch nạp vào máy tính nhé. Đây, mạch nạp ST-Link này. Nối máy tính nha. Mình loát cái file mình muốn nạp vào. Mình rút cái pin nhé. Sau đó mình nạp. Xóa sáng chip đi đây này. Con này đang bị khóa mức 1 rồi. Cho nó thành về mức 0 mình xóa hết đi này. Ok, bây giờ mình làm cái file này, cái file mình dịch vào này. Con chip này. Nhưng sau khi làm xong thì cái chân PA0 nó sẽ PA1 nó sẽ nháy. Do trong cái chương trình của mình ấy, là có cái đoạn là nháy con LED gắn với con chân PA0. PA1 luôn, PA1 này. Đấy, các bạn thấy là con LED nó đang nháy này. Bây giờ mình sẽ khóa cái chương trình cái con chip này ở cái level 1. Ok, bây giờ con chip nó bị khóa rồi này. Mình đọc lại sẽ không đọc được nữa. Nó báo là bị khóa này. Mình rút ra mình cắm điện lại nhá. Thì LED nó sẽ nháy. Nhưng mà chương trình đã biết là con chip đã bị khóa rồi và nó không thể đọc ra được. Mình thử đọc lại này. Đó, báo là cái con chip này đã bị khóa và dừng lại là nó sẽ không đọc được bằng cái mạch nạp mà ST-Link V2 nữa. Bây giờ mình sẽ kết nối cái kit này với cái mạch STM32F042 và mình sẽ đọc chương trình từ trong cái con chip này ra ngoài. Đây là cái mạch STM32F042. Mình kết nối cái mạch STM32F042 này với cái mạch 030 để mình đọc cái chương trình cho con 030 này ra. Này, mình bỏ cái mạch nạp ST-Link ra này. Bây giờ mình nối cái mạch 042 với cái kit 030 này thì mình đọc.
Đây là mình đã nối xong cái mạch 030, chứ con 030 này đã bị khóa ở level 1 này vào cái mạch STM32 F042, và cái mạch này sẽ dùng để đọc chương trình từ trong con này ra, giao tiếp với máy tính qua UART để các bạn lấy dữ liệu. Giờ mình sẽ dùng cái chương trình Terminal mình lấy dữ liệu đọc được về. Mình dùng cái phần mềm là Queen này. Cái này thì xem nó là tổng có mấy. Còn nó có 3 nhé. Nên mình sẽ lock tất cả dữ liệu về cái file là chấm lock ở ngoài màn hình này này. Bây giờ mình sẽ ấn cái nút PA0 ở trên cái kit 042 cho nó bắt đầu đọc chương trình. À, từ cái con 030 này về, mình cấp nguồn cho cái mạch 042 này. Sau đó là mình ấn nút PA0 trên cái mạch 042 để nó bắt đầu đọc dữ liệu này. Các bạn thấy bắt đầu là nó đọc dữ liệu từ trên từ cái con 030 này về, và nó truyền dữ liệu lên cái mạch USB to UART. Và cái phần mềm Hackwin này nó dùng để nó lấy cái dữ liệu nó từ cái UART này về lưu thành cái file ở màn hình ra. File này, tí nữa mình sẽ so sánh cái nội dung của cái file này với cái file mình đem đi nạp, các bạn thấy nó giống hệt nhau. Mặc dù là cái con chip STM32F030 ấy nó đã bị khóa ở level 1 rồi, nhưng mà dùng cái phần mềm dùng cái source code người ta cung cấp ở đây, mình đọc về và vẫn đọc được bình thường. Bạn chờ một chút, nó đọc xong, đọc được 1,3 kB rồi. Cái này mình chỉ đọc về 2 kB thôi, tại vì cái file bin đem bin nạp ấy cái dung lượng của nó là chỉ có 1,43 kB thôi, là mình đọc 2 kB thôi là nó có thể là so sánh được rồi. Đọc nhiều thì nó tương đối là chậm, tại vì cái này tốc độ đọc nó chậm mà, nên mình không đọc hết 16 kB của con F030 kia. Rồi ok, nó đọc được 2048 byte, tức là 2 KB, vậy là nó đã đọc xong. Nếu có thể đọc xong thì cái con led này không nháy nữa này, khi đọc thì bắt đầu nó sẽ nháy con led gắn với chân PA1 của cái kit 042. Đây là kit 030 đã bị khóa ở level 1. Bạn thấy là sau khi đọc xong nhé, nó lưu thành cái file log này. Mình thoát cái phần mềm Hackwin đi, mình so sánh cái file dữ liệu đọc về này với cái file đem đi này. Đây đây là cái file mình đem đi nạp bằng phần mềm ethylene utility, và mình đã khóa con F030 ở cái level 1. Đây là mình tích cho nó nhỏ lại cho nó dễ nhìn. Rồi mình kéo cái này vào cũng được. Các bạn thấy là nhất là cái file phía trên ấy, là cái file đem đi nạp này. Và thứ hai là cái file nó đọc về từ cái con chip đã bị khóa ở level 1. Bạn so sánh sẽ không thấy có điểm khác nhau. Ok. Đến hết file vẫn không thấy khác nhau. Bắt đầu cái đoạn sau là trong cái con 030 dữ liệu nó lại ép, tại vì là nó không có dữ liệu gì cả. Các bạn thấy không? Toàn bộ dữ liệu là giống hệt nhau. Cái việc là cái này thì mình không 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 thử được hết tất cả các loại, nhưng mà mình thấy là cái bài hướng dẫn của người ta là người ta thử với con F051 thì nó thuộc dòng F0. Mình tiếp tục là mình thử với con 030, mình thấy là nó đọc về bình thường. Ok. À, xin chào các bạn, và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau. Xin cảm ơn các bạn.